cho bao tâm hồn, là nguồn vui sống cho muôn người. Dối dần Chúa chính chừng đem lại bình an cho bao tâm hồn, là nguồn vui sống cho muôn người. Vườn phàm của Chúa thiên áo thay, bồi bổ tâm linh nguồn sức thiêng. Giáo huấn của Ngài là cố định cho người khôn ngoan. Dối dần Chúa chính chừng đem lại bình an cho bao tâm hồn, là nguồn vui sống cho muôn người. Lòng tuôn sợ Chúa thuần khiết thay, còn hoài muôn năm sẽ chống phai. Phán quyết của Ngài là chân thần rất bừng công minh. Dối dần Chúa chính chừng đem lại bình an cho bao tâm hồn, là nguồn vui sống cho muôn người. Dù tôi theo Chúa đã để tâm luật điều chuyên chăm từng tháng năm, nhưng bao lỗi lầm nào tranh đường xin Ngài thương tha. Dối dần Chúa chính chừng đem lại bình an cho bao tâm hồn, là nguồn vui sống cho muôn người.